Quy với vợ trước của nó cũng là như vậy. Bị người ta dùng bạo lực gia đình cũng chỉ biết nhịn, cuối cùng không còn nhịn được nữa, một lần bộc phát, kết quả ly hôn. Không được đâu, con không thể cùng với Quy trở thành như vậy được. Cậu từng tiếp nhận rất nhiều vụ án ly hôn, cũng là do một bên người vợ hay bên người chồng không biết cách biểu đạt cảm xúc của bản thân, chỉ biết cố nhịn qua ngày, tới phút cuối bộc phát không thể nào cứu nổi nữa. Cậu à, bây giờ con phải làm cái gì đây? Nhất quyết phải chồng nó giận mới được. Tới lúc nó muốn tránh né thì con đừng để nó trốn tránh, cứ một bậc ép nó tới đường cùng, rồi truy hỏi vì lý do gì nó không nói thì ép nó nói, ép tới khi bộc phát thì thôi. Trời ơi, thảm rồi. Mặt nạ trứng cá của em tìm ở ngoài mà không thấy, vô đây tìm thử xem ha. Trời ơi, em đúng là bất cẩn quá, làm rớt cây bàn chải của anh xuống bồn cầu nữa rồi đem lụm lại giùm anh ha. Thật sự ngại quá. Trời ơi, trời. Ướt hết rồi. Sai càng thêm sai, còn không làm anh tức chết. Không phải chứ, vậy cũng không có phản ứng, còn bỏ giùm mình nữa. Anh đi rửa xe đi. Chết, đúng là mình đoán đúng. Anh không có xe để rửa đâu, xe máy điện mà anh thích rửa nhất đó. Em đưa hết toàn bộ vô trong xưởng xe để bảo trì rồi. Chứ còn xe khách thì sao? Cũng vô xưởng luôn. Xe bốn bánh, xe đua, một trong những chiếc bánh, xe cũng phải xe có. Bánh, xe ở nhà mình toàn bộ đều đưa vô xưởng xe bảo trì hết. Nhịn rửa. Rửa mặt được rồi chứ. Làm ơn. Em ra ngoài trước đi. Bà xã à, em có thấy cái máy rửa mặt anh mới mua không? Anh đặt 3 tháng mới có lận đó, hôm nay mới giao hàng. Có phải cái máy này không? Trời ơi, em dùng để chà da hả? Em nóng lòng muốn xem thử hiệu quả ra sao nên mở cái máy của anh xài đó. Trời ơi, ai ngờ đâu dùng nó để chà da, chết ở dưới chân là số 1 đó. Anh cho em mượn xài thêm chút nữa đi, xài xong anh mới lấy lại để rửa mặt ha. Không cần đâu, cái này anh cho em xài, anh đặt cái khác, cùng lắm đợi thêm 3 tháng nữa. Nè, anh đi đâu vậy? Thì rửa mặt đó. Anh không có máy rửa mặt, còn rửa mặt gì nữa? Thì rửa bằng nước thôi. Nhà mình cúp nước. Anh vừa mới tắm xong mà sao lại không có nước được? Tắm xong mới cúp nước đó, cho nên anh không thể rửa xe, không thể rửa mặt. Anh có khiếu nại gì không? Có khiếu nại thì nói đi. Nổi nóng đi, anh nổi nóng đi. Em chính là phải ép anh vô đường cùng để xem anh còn dùng cái cớ nào để tránh né giao tiếp với em. Tới đây, nói đi, có gì bất mãn thì nói đi.